បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការដើម្បីដូរ password ទៅលើ router TP-Link ចឹងខ្ញុំចូលទៅកាន់ browser ខ្ញុំជាប់ Wi-Fi TP-Link ដែលត្រូវដូរ password ចឹងខ្ញុំបី IP default របស់វាបីចុចមកចឹងនេះខ្ញុំចូលទៅដល់ router TP-Link ហើយចឹងយើងចង់ដូរ password Wi-Fi យើងគ្រាន់តែចូលទៅកន្លែង Wi-Fi វាជាថា security នេះ password ចឹងយើងចង់ដាក់ password អ្វីក៏បានដែរឲ្យតែចាប់ពី8លេខឡើងទៅថាអសឬសញ្ញាលេខអីក៏បានដែរតែ8 character ឡើងទៅញ៉ាំញ៉ាំទឹកទឹកក្តៅបាទចាំបណ្ដាទៅកូនចែកដែរដាក់តិចក៏បានដែរមិនដាក់ក៏បានដែរចឹងខ្ញុំដាក់ password នេះខ្ញុំថាដាក់02ចឹងជាធរៀន02ក៏មកយើង save អរគុណសុខបាយឲ្យសម្រស់កាន់តែស្អាតជាងបច្ចុប្បន្នអេឲ្យសម្រស់កាន់តែស្អាតជាងបច្ចុប្បន្នមិនទៅមុខទៀតឬស្អាតប៉ុន្តែស្អាតហើយទៅមុខទៀតឬស្អាតកាលណាយើងចុច save ទៅគឺវានឹង restart router auto connect នេះក៏ disconnect ដែរគឺមានចាប់ទៅលើ router ដែលវាស្គាល់មួយទៀតហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំ connect នេះគឺវាអត់ຕ້ອງចាប់ទៀតទេចឹងខ្ញុំសាក់ connect ឡើងវិញតែណាយើងដូរវាលែងស្គាល់ password ហើយតែយើង connect សារឡើងវិញThank you.
trên trên thế dương chạm vào đầm chùa password để dương đậm mình nắng và trong đó cái connect thì thế chứ nhầm viên score mình chấm password để dùng đố cái video cho với chưa từ điện zone P chúng ta đồ password wifi từ router model TLWO 940N hiện tại vì mình không có nét mọi tài của cái router với cái này cứ đầu dừng cho từ trong wifi nó cứ vì mình scroll cho khổ một chút dừng vô wifi dịch vụ thì nó nếu chỉ mạng áp đây đây mà xin để bạn thân này nếu chỉ mạng áp đây bỏ device để bạn connect cho cứ việc sâu nó còn lại nhé chẳng lấy ở mình dùng luôn phí cứ cứ mạng address lấy chia mạng address bỏ dân hơn lấy cả đồ password wifi miền tài phần đồng đồng nạc cả con trường chui subscribe nên chui like video bọc nhóm hông con trường